Hello, mình là Dựa Hâu và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thiết bị mà mình dùng để quay YouTube với lại TikTok. Mấy cái thiết bị này thì mình cũng mới mua gần đây, tại vì tụi mình mới chuyển sang một cái studio mới thì cái chỗ này cũng khá là rộng rãi để bày bừa, nên là mua khá để về nghịch chơi. Mới lưu ý là những cái món đồ mà mình mua thì mình dùng để phục vụ những nhu cầu hoặc là những cái mục đích riêng của mình. Có thể nó hơi khác các bạn một xíu nên các bạn chỉ xem để tham khảo thôi. Còn nếu như có cái gì đó mà mình chưa biết về cái thiết bị đấy thì các bạn có thể chia sẻ cho mình thêm ở cái phần comment nhé. Ok. Anh xem chối lói ơi. Ok. Bây giờ mình và các bạn sẽ bắt đầu đi vào từng món đồ ha. Lấy đèn. Ôi, anh sáng chối lói vậy. Đầu tiên chắc chắn quay video là phải cần nhất là ánh sáng rồi. Nếu như mọi người mà hay quay ở trong những cái môi trường mà đầy đủ sáng, giống như có ánh sáng mặt trời như vậy nè, thì không có cần phải đèn gì hết. Đôi khi mọi người chỉ cần một cái tấm phản sáng là ok rồi. Nhưng mà tại vì tụi mình là môi trường kiểu nó giống studio, với lại nhiều lúc muốn quay tối một xíu á, thì đương nhiên là phải trang bị mấy cái đèn để quay cho nó đã rồi, đúng không? Hồi trước kia cái nhu cầu của mình là chỉ để quay YouTube với là quay sương sương thôi. Thì một con SL60W này là đủ rồi. Mình thấy nhiều người quay phim và chụp ảnh trong cái môi trường studio tối á, dùng con này nhiều lắm. Nhưng mà nếu các bạn dùng để chụp ảnh sản phẩm á, thì nên mua hai con trở lên để đánh cho nó đa dạng một xíu nha. Nhưng mà từ khi qua cái chỗ mới này á, thì không gian nó rộng hơn, nhiều thứ để mày mò hơn, thì mình phải update thêm cái con Amaran 200X với một con 100X. Cái này đánh Keyline này, còn cái này đánh Qline, hoặc là dùng những con này đánh Qline, nói chung là đánh những cái vùng khác. Đương nhiên hai con này sẽ mắc tiền hơn cái con này rất là nhiều lần, tại vì chất lượng và cái độ mạnh của ánh sáng nó hơn hẳn này. Chưa kể là nó còn thay đổi được nhiệt độ màu, mà mọi thứ đều dùng qua cái app điện thoại quẹt quẹt rất là dễ dàng. Chứ còn như con này á, thì không biết các bạn sử dụng các bạn thấy sao, chứ mà hồi đó mình có một cái điều khiển luôn, nhưng mà điều khiển này lúc ăn lúc không, rồi nó cũng không có đồng bộ nữa, nên là hơi khó chịu xíu. Vậy thì các bạn sẽ đặt một câu hỏi là ba cái xài có hết không? 3, 2, 1. Đương nhiên là mình xài vừa hết rồi, đôi khi nó còn thiếu nữa. Coi nè, các bạn coi nè, đèn Keyline là một cái, đèn ở trên đầu là một cái để tách chủ thể ra khỏi background. Cái đèn thứ ba là đèn để đánh vô background nó đỡ tối. Đó, như vậy mà mình còn thấy thiếu nữa nha. Tại vì một cái đèn đánh từ phải vô trong cái background nữa thì cái màu của ánh sáng nó mới đều, nó không có bị kiểu chuyển từ tối sang đen. Còn cái softbox hình tròn này chắc là ai cũng biết rồi. Mình thấy quay chụp gì thì người ta cũng xài hết, tại vì ánh sáng qua nó đánh rất là đều và mịn luôn. Nếu như muốn giới hạn ánh sáng nữa thì xài thêm grid của nó nữa, là coi như ánh sáng sẽ focus vô một cái vùng thôi, đánh rất đã. Còn đây là softbox cầu, người ta hay còn gọi là lantern hay cái gì á. Cái softbox này nó làm việc khác với hai cái hồi nãy mình nói, là nó sẽ đánh tỏa ra xung quanh nhiều hơn và ánh sáng sẽ cực kỳ là mịn và rất là đều, phù hợp cho bạn nào quay những cái góc mà nó cần nhiều ánh sáng phủ xung quanh á, và nó mịn mịn. Đây, cái softbox thứ hai là cái softbox giống như thế này. Ở ngoài đây nó còn một cái lớp phản sáng nữa, chẳng qua mình gỡ ra để mình quay thôi. Thì cái softbox này á, thông thường mình thấy là người ta dùng trong quay sản phẩm rất là nhiều, tại vì nó giới hạn được cái ánh sáng, nó là hình chữ nhật mà, nên là ánh sáng nó chỉ đi trong một cái vùng chữ nhật này đi ra thôi. Đó, thì nếu như các bạn mà quay kiểu low key, các bạn quay trong môi trường tối mà các bạn muốn nó không tản sáng ra nhiều nữa thì kẹp thêm một cái grid của nó nữa. Đó, thì lúc này nó là combo để quay kiểu trong tối luôn. Bữa nay thì mình giới thiệu qua những cái món mà mình mua thôi. Nếu như các bạn muốn là mình chia sẻ cái cách mà mình sử dụng mấy cái softbox này như thế nào á, thì comment ở dưới để mình biết nha. Tại vì không biết là các bạn có nhu cầu không. Nhưng nếu như cái số tiền mà các bạn chi ra ít á, thì các bạn cũng có thể sử dụng mấy cái tấm diffusion như mình ở đây nè, để che ánh sáng mặt trời, thì lúc đó ánh sáng vào nó cũng mịn hơn. Các bạn có thể đánh kết hợp với lại đèn không á nha, không có cần softbox luôn, thì mình thấy chất lượng ánh sáng cũng khá là tốt, nếu như các bạn muốn đầu tư một cái số tiền nó nhỏ để bắt đầu trước. Nói tới đèn, nói tới softbox rồi thì các bạn lại phải có thêm cái chân đèn. Hiện tại mình đang có vài cái chân đèn muốn giới thiệu cho các bạn, nhưng mà trước kia là mình đã từng mua khoảng 2 chân đèn giá khá là rẻ. Đây là 2 cái chân đèn giá khá là rẻ, các bạn thấy không? Đó, thì một trong hai cái luôn nó sẽ có cái vấn đề nó bị mất cái cục gì ở bên trong á, sau đó bây giờ mình phải gia cố, mình dán nó lại, giờ không có tụt xuống được, nó cố định như vậy luôn, không có xài gì nữa cho. Còn đây là cái chân đèn mà mình mới mua, các bạn thấy không? Thì nhìn nó có vẻ là chắc chắn hơn, mình không biết là xài được bao lâu, nhưng mà giá thành hình như là rất đôi.
và hiện tại thì mình xài thấy khá là ưng, tại vì lúc nào nhìn nó cũng kiểu chắc chắn. Đây là cái chân buông, nó sẽ thiết kế kiểu như thế này, từ dưới lên trên và nó bắt ngang qua. Đó, các bạn thấy nó bắt ngang qua. Thì cái đầu bắt ngang qua đó, một là các bạn treo đèn, các bạn treo máy ảnh, máy gì ở bên đó cũng được. Hai là mình sẽ dùng để treo cái tấm điện cushion như thế này. Nói chung thì nó có nhiều công dụng lắm, tùy vào mình áp dụng thôi. Nhưng mà cái chân này là mắc nhất, hình như là gần 2,5 triệu. Nói chung là mấy cái chân kiểu này nó hơn 2 triệu là chắc. Còn mấy cái chân như mình mua bên kia thì nó giá khoảng tầm 500 mấy 600 thôi là đã rất là ngon rồi. Đừng có mua rẻ hơn nhé, mua rẻ hơn nó rất là dễ hư, tại vì nó bằng nhựa nên là nói chung mình không có tin tưởng nữa. Nãy giờ là mấy cái đèn chính với lại cái ánh sáng mặt trời, bây giờ mình sẽ nói thêm về mấy cái thiết bị mà mình dùng để đánh backlight hoặc là practical, tức là đánh để trang trí hoặc là đánh để thêm một chút màu ở bên má, bên mặt hoặc là sau lưng á. Đây, hai cái đèn này là hai cây Nenlight Pavotube 2 6C. Hai cây này mình xài thấy khá là ngon, nhưng mà mỗi tội là nhanh hết pin vãi đái. Còn cái cây LED này thì đương nhiên đánh sẽ không mịn bằng hai cái cây này, nhưng mà nó sẽ bền và cái ánh sáng nó lên cũng rất là ok, mình thấy khá là hài lòng. Và mình rớt này chắc chục lần nữa mà nó chưa hư. Trong bộ này chắc chỉ có một cây đèn giá rẻ nhất là cái cây đèn mà mình đánh practical ở phía sau, các bạn thấy không? Cái đèn mà vàng vàng đấy, ánh sáng lên cũng khá là ok. Cây đó các bạn đoán nhiều, có 5-60 ngàn trên Shopee, mình thấy xài cũng khá là ok. Nhưng mà chỉ mỗi tội là nó chỉ có một màu thôi, chứ không đổi được nhiều màu giống như thế này. Và cái con máy ảnh mà mình đang dùng là Fujifilm XT4. Cái con này mình xài khá là thích và dùng để quay YouTube và TikTok thôi là cũng rất là ngon rồi. Cái lens mà mình đang dùng đi chung á, cái mà đang quay nha, là cái 16-55, chất lượng rất là cao luôn. Còn cái con lens 33-1.4 này thì dùng để sắp không quay cũng khá là sướng, nhưng mà chất lượng thì không bằng cái con kia, tại vì con kia mắc hơn cái mấy lần. Sau một thời gian mình xài XT4, mình thấy khá là hài lòng về chất lượng quay, đặc biệt là cái lớp cái close in, tức là cái file f-lock của nó. Khi mà mình quay xong nha, mình chỉnh màu á, thì cái màu da của mình lên cũng rất là đều và đẹp, đúng cái màu, đúng cái tông da luôn. Mình khá là ưng và mọi thứ chỉnh sơ sơ nữa thôi là ok rồi. Còn trước kia là mình có xài A6004 thì con đó có cái file f-lock á, thì khi mà mình chỉnh màu thì mình chưa ưng cái màu da cho lắm, nên là từ hồi chuyển qua XT4 mình ưng hơn. Đó là những cái món hồi nãy giờ mình chia sẻ cho các bạn, những cái món mà mình đã mua trong 2022. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu học về biên tập video chuyên sâu hơn này, rồi chỉnh màu chuyên sâu hơn trên phần mềm Premiere Pro ấy, thì có thể tham khảo qua khóa học của Quả HD. Chắc chắn là khi các bạn mà đã đăng ký học rồi, các bạn sẽ được hỗ trợ tận răng từ kiến thức này, thắc mắc, lỗi lầm, rồi những plugin, những cái thứ bên ngoài sẽ giúp cho cái công việc của bạn khi mà sử dụng phần mềm Premiere nó đơn giản, nhanh gọn và đẹp hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video này. Bye bye, hẹn các bạn một video lần sau.